Anh kể, quỷ đỏ lấy lại uy nghiêm. Giữa Odeon Ahalo lại Old Trafford, trước sức ép của Thân Hoa Thượng Hải, nhiều fan quỷ đỏ đã lo lắng rồi giận dữ khi Ahalo có thể phải rời Old Trafford sớm. Nhưng cuối cùng quỷ đỏ đã giữ được Ahalo và giành lại sự tôn nghiêm của mình. Odeon Ahalo từng thổ lộ ước mơ cháy bỏng của mình khi được khoác áo mù, thậm chí sẵn sàng giảm lương để được khoác lên màu áo của quỷ đỏ. Vì thế, khi có tin Thân Hoa Thượng Hải muốn triệu hồi anh, nhiều cổ động viên mù đã rất lo lắng, thậm chí có phần giận dữ khi một câu lạc bộ lớn như mù không thể giữ chân được một cầu mình cần. Cần phải nói thêm rằng kể từ khi tới mù, Odeon Ahalo cùng với Bruno Fernandes đã gồng cánh mù qua cơn bị cực. Ở ngoại hạng Anh, Bruno Fernandes giúp quỷ đỏ vọt lên vị trí thứ 5 từ vị trí thứ 10 trước đó. Còn ở các giải đấu cúp, Odeon Ahalo giúp mù tiến sâu ở cúp FA và cầm chắc vé vào tứ kết ở Europa League. Chỉ chơi cho mù 8 trận, Odeon Ahalo đã ghi 4 bàn và có một kiến tạo. Một phong độ không thể thuyết phục hơn với một tân binh ngắn hạn. Đáng chú ý, Odeon Ahalo càng chơi càng hay trong màu áo của quỷ đỏ và chỉ sau một vài trận nhiều fan mù thậm chí đã yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng phải ký ngay một hợp đồng mới với anh thay vì chỉ là hợp đồng cho mượn. Hợp đồng ban đầu của Odeon Ahalo chỉ 6 tháng, nên nếu theo đúng hợp đồng, anh sẽ phải về Trung Quốc. Tuy nhiên, mùa giải đang còn dang dở và cả Odeon Ahalo lẫn cổ động viên mu đều không muốn cuộc chia ly này xảy ra. Vì thế, sau những động thái từ phía cổ động viên và ban huấn luyện, cuối cùng các ông chủ của quỷ đỏ cũng đã đưa ra quyết định gia hạn hợp đồng cho mượn tới tháng 1 năm 2021, đồng nghĩa với việc Odeon Ahalo sẽ tiếp tục được ở lại Old Trafford, nơi anh đã coi là nhà. Bản thân chính huấn luyện viên Solskjaer cũng rất hào hứng với thông tin này, vì ông cần một mẫu tiền đạo sát thủ giống Odeon Ahalo. Còn với Odeon Ahalo, đây cũng là tin cực vui dù lương anh nhận được ở mua thấp hơn ở Trung Quốc. Điều này cho thấy tình yêu mà Ahalo dành cho quỷ đỏ. Và biết đâu với cơ hội thứ hai, anh sẽ có thể chính thức là một quỷ đỏ trong tương lai gần.